Ở đây có khá nhiều anh chị chưa từng tham gia vào thị trường, cũng chưa từng đầu tư vào đúng không ạ? Hôm nay thì những anh chị đã, đã đầu tư rồi và đang theo lệnh trong nhóm của tôi, thì không biết là hôm nay lợi nhuận của anh chị có được nhiều không? Nếu như mà hôm nay anh chị nào mà theo con vàng từ lúc sáng tôi có nhận định, ấy, thì chắc là lợi nhuận cũng khá khá, vì vàng hôm nay nó giảm khá là sâu. Uh, hiện tại thì đã đến giờ tham gia lớp học rồi thì không phải chờ để anh chị phải chờ lâu nữa và tránh thời gian uh, để tránh mất thời gian của lớp học thì uh, tôi sẽ bắt đầu tham gia lớp học luôn. Thì trước khi tham gia lớp học thì uh, vào lớp học thì tôi sẽ giới thiệu về mình một chút. Thì uh, tôi là Thu Thảo, hiện tại thì tôi đang là bên, uh, làm bên phòng quản lý tài khoản và phân tích kỹ thuật của đơn vị chứng khoán DKJ. Thì những anh chị nào mà ở đây đang đầu tư rồi thì sẽ biết là hiện tại thì tôi đang hỗ trợ rất là nhiều đội nhóm cũng như là uh, về hỗ trợ các cái gói tài khoản ví dụ như gói tài khoản VIP hoặc là phân tích lệnh về thị trường thì anh chị nào đã đầu tư rồi và theo lệnh nhóm thì sẽ biết đến tôi nhiều hơn. Và uh, hiện tại Zalo uh, của tôi là 0815846605 trong quá trình mà anh chị tham gia lớp học nếu như mà phần có phần nào mà không hiểu hoặc là uh, uh, anh chị muốn biết thêm về thị trường hiểu sâu hơn thì có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo để tôi hỗ trợ cho anh chị một cách tốt nhất và lớp học ngày hôm nay thì uh, chúng ta có chủ đề là các bước đầu tư chứng khoán hiệu quả dành cho người mới bắt đầu ở đây thì uh, hôm nay thì cũng vì do sức khỏe nên là uh, học của tôi nó không được tốt lắm nên là trong quá trình mà uh, giảng dạy lớp học mà có uh, bị bị dừng một đoạn nào đó thì mong anh chị thông cảm nhé uh, nội dung chính của lớp học ngày hôm nay thì sẽ gồm bốn phần chính thứ nhất là giới thiệu về đơn vị uh, môi giới chứng khoán DKJ. Thứ hai là khái quát về thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế. Thứ ba là có uh, nội dung lớp học đây cũng chính là cái phần uh, chính của uh, lớp học ngày hôm nay sẽ gồm hai phần nhỏ trong đó thì có một phần nói về các bước đầu tư cho người mới và một phần nói về là uh, một số kinh nghiệm từ chuyên gia khi mà mình uh, đầu tư giao dịch về thị trường đó. và phần cuối cùng thì sẽ là cái thương vụ cổ phiếu tiềm năng trong tháng 4 mà tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên đầu tư vào à, đầu tiên thì nói về uh, giới thiệu về đơn vị môi giới chứng khoán DKJ thì khi mà anh chị tìm hiểu về thị trường hay là có bất kỳ cứ một uh, chuyên viên nào gọi qua hỗ trợ cho anh chị những cái thông tin hoặc là hỗ trợ anh chị tìm hiểu về thị trường thì chắc chắn là anh chị sẽ đặt ra câu hỏi là uh, cái đơn vị này là đơn vị đơn vị như thế nào và cách hoạt động ra sao và anh chị cũng muốn biết cụ thể là đơn vị này là uh, có thể đã từng hỗ trợ như nào và cái hoạt động của nó như thế nào để anh chị có thể xác định được là anh chị có nên đầu tư vào đây hay không. Thì về DKJ thì nó, uh, bên đơn vị DKJ là đơn vị môi giới đứng trong top 5 các nhà môi giới uh, uy tín nhất tại thị trường Việt Nam. Và hiện tại trụ sở chính ở Anh Quốc và được cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Vương quốc Anh cấp phép hoạt động. Hiện tại thì DKJ đang hỗ trợ 5 loại sản phẩm giao dịch. Thứ nhất là cổ phiếu, thứ hai là forex, thứ ba là chỉ số, thứ tư là hàng hóa và thứ năm là kim loại. Thì các cái mảng giao dịch này thì chắc là anh chị cũng có nghe qua hoặc là có nghe các cái chuyên viên, các chuyên viên tư vấn hỗ trợ về những cái thông tin về các mảng giao dịch này rồi. Về cổ phiếu thì anh chị giao dịch những cái mã cổ phiếu bên quốc tế thôi. Ví dụ như là Apple, Samsung, Facebook, Microsoft hay là Google. Còn về chỉ số thì, à về forex thì anh chị sẽ giao dịch tỷ giá chênh lệch giữa các cặp tiền cũng như là đồng đô, đồng euro, đồng yên nhật chẳng hạn. Về chỉ số hàng hóa thì có chỉ số S&P 500, chỉ số Dow Jones. Hàng à, về hàng hóa thì sẽ có dầu thô, nông sản. Về kim loại thì sẽ có vàng hoặc bạc. Thì cái này thì cụ thể thì sẽ hôm nay thì cụ thể thì tôi sẽ nói chủ yếu về mảng cổ phiếu, còn những cái mảng còn lại thì sẽ dành có những cái lớp buổi sau để hỗ trợ các anh chị cụ thể hơn về những cái mảng đầu tư để anh chị có thể cân nhắc Tiếp theo về cái nền tảng giao dịch khi mà anh chị tham gia vào thị trường thì nó có nền tảng giao dịch là m 4 nó gọi tắt là MT4. Ngoài ra thì nó có MT5 và MT6 nữa. Tuy nhiên thì hai mà, uh, hai nền tảng MT5 và MT6 là cái nền tảng giao dịch ra đời sau. Uh, thứ nhất là nó chưa được hoàn thiện về nền tảng giao dịch. Thứ hai nữa là các cái công cụ nó cũng khó sử dụng hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng chung là MT4. Về MT4 thì sẽ cam kết giá nó sẽ khớp với giá thị trường. Và khớp lệnh tính bằng mili giây, không làm giá và bị lỗi giá. Anh chị có thể theo dõi thị trường qua đây, theo dõi những cái mã cổ phiếu và mình sẽ giao dịch qua nền tảng giao dịch MT4 này. Về về uh, nạp rút thì, uh, về cổng uh, cổng thanh toán của bên uh, đơn vị DKJ có liên kết với lại đơn vị ngân lượng thì nạp rút ở DKJ là hoàn toàn miễn phí. Và uh, DKJ liên kết với ngân lượng và bên phía ngân lượng liên kết hầu hết với tất cả các ngân hàng ở Việt Nam và để hỗ trợ cho anh chị uh, nạp rút tiền nhanh chóng và có rất là nhiều hình thức để anh chị nạp vốn ví dụ như là anh chị nạp qua atm nạp internet banking hoặc là mình nạp qua ví điện tử hoặc là anh chị có thể uh, qua trực tiếp ngân hàng để có thể nạp vốn vào tài khoản của mình để anh chị giao dịch uh, trước khi sang phần thứ hai của thị trường ấy thì tôi cũng muốn dành một chút thời gian để uh, đọc những cái câu hỏi của anh chị cũng như là hỗ trợ anh chị những cái thông tin Uh, sau mỗi một phần hoặc là trước khi chuyển sang một cái phần tiếp theo của nội dung bài học thì tôi sẽ có dành một chút thời gian để hỗ trợ trả lời những cái câu hỏi của anh chị và những cái vướng mắc của mình khi mà anh chị tham gia à, anh chị tìm hiểu hoặc là trong quá trình lớp học thì anh chị có phần có câu hỏi gì hoặc là có vướng mắc gì thì có thể nhắn trực tiếp ở trong khung chat nhé chắc là vừa mới phần 1 nên là uh, anh chị cũng chưa có gì để hỏi nhiều đúng không nếu vậy thì uh, tôi xin phép uh, luôn sang luôn phần thứ hai về khái quát về thị trường chắc là phần này nó sẽ có khá là nhiều câu hỏi à, nếu về những ai đầu tư rồi thì chắc là quen về thị trường rồi nên là uh, những cái câu hỏi nó sẽ mình đã biết rồi là có thể là sẽ hỗ trợ cho những cái nhà đầu tư mới thì tôi sẽ chuyển luôn sang phần thứ hai nhé về khái quát về thị trường chứng khoán quốc tế đầu tiên là về khái niệm khái niệm về chứng khoán quốc tế tức là uh, các anh chị có thể đầu tư thông qua những cái thị trường quốc tế đối với cổ phiếu thì có hai hình thức đầu tư thứ nhất là tăng trưởng thứ hai là mình đầu tư theo hình thức cổ tức và về CFD tức là hợp đồng tranh lệch giá có bên mua và bên bán thỏa thuận với nhau về sự biến động giá của một loại tài sản nào đó và có ba ưu điểm mà thị trường CFD mang lại thứ nhất là tính thanh khoản thứ hai là tính hai chiều thứ ba là đòn bẩy giao dịch về uh, Uhm, tính thanh khoản ở đây là tính thanh tôi muốn nói đến là tính thanh khoản t cộng không tức là khi mà anh chị giao dịch mua bán nó sẽ khớp lệnh ngay lập tức và tiền nó sẽ về tài khoản của mình luôn rất là thuận tiện cho việc là anh chị xoay vòng vốn à, nếu như mà ở đây có những ai mà đầu tư ở thị trường trong nước ấy, thị trường chứng khoán trong nước hoặc là anh chị đầu tư bất động sản ấy cái tính thanh khoản nó sẽ thấp hơn rất là nhiều và khi mà mình đi đầu tư vào một cái kênh nào đó hoặc anh chị đầu tư vào đâu thì điều đầu tiên anh chị muốn nghĩ đến và muốn cân nhắc đến là ở khi mà mình đầu tư vào thì lợi nhuận mình có kiếm được luôn không hoặc là thanh khoản của nó ra sao nếu như mà anh chị đầu tư vào bất động sản đúng không ạ thì nếu như mà may mắn hoặc là anh chị đang cần đến số vốn đi thì may mắn thì anh chị khoảng một tuần hoặc là hai ba ngày thì anh chị có thể là bán được cái mảnh đất đó hoặc ngôi nhà đó nhưng mà nếu như mà không thì anh chị sẽ phải chờ rất là lâu nên cái việc anh chị xoay vòng vốn nó rất là khó khăn còn đầu tư thị trường chứng khoán cơ sở chứng khoán trong nước cái tính thanh khoản của nó là T cộng 2 hoặc cộng 3. Tức là khi mà mình giao dịch mua bán thì 2 đến 3 ngày sau nó mới khớp lệnh và tiền nó mới về tài khoản của mình luôn của mình được. Rất là khó trong việc là mình xoay vòng 4. Về thứ hai nữa là cái tính hai chiều ở đây tức là thị trường cổ phiếu của nó tăng hay giảm thì anh chị đều có lợi nhuận. Quan trọng là mình có đi đúng theo xu hướng của thị trường hay không mà thôi. Ở đây thì đối với lại thị trường trong nước thì anh chị chỉ có lợi nhuận khi mà giá trị cổ phiếu của nó tăng thôi còn thị trường quốc tế này thị trường CFD thì cổ phiếu của nó giảm anh chị vẫn sẽ có lợi nhuận đó về cái này thì tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau và sẽ có ví dụ cụ thể cho mình cái thứ ba nữa đòn bẩy tài chính cái đòn bẩy này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là uh, mua vào được với cái giá rẻ hơn với uh, cùng một số vốn để gia tăng cái khối lượng của mình cũng như là gia tăng cái phần lợi nhuận cái đòn bẩy này thì nó không chỉ sử dụng cho thị trường chứng khoán đâu mà nó có thể có mà nó có sử dụng cho thị trường bất động sản nữa. Nếu nhưng mà ai đầu tư bất động sản thì chắc là cũng có biết qua cái đòn bẩy này. Phần uh, tiếp theo là tại sao mình nên đầu tư vào thị trường chứng khoán phải sinh quốc tế. Thì uh, ở đây nó có uh, 5 lý do để khiến anh chị nên đầu tư vào thị trường chứng khoán này. Thứ nhất là cái chiều mua vào bán ra, tức là nó sẽ duy trì cho anh chị hai cái lệnh là lệnh sell và lệnh buy liên tục và cho phép mình kiếm lợi nhuận tối ưu nhất. Và tùy thuộc vào mỗi cổ phiếu thì anh chị có thể đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn. Hai cái lệnh sell và lệnh buy này, ấy, tức là nếu như mà anh chị đặt lệnh buy, đó, giá trị cổ phiếu của nó càng tăng bao nhiêu thì anh chị càng có lợi nhuận bấy nhiêu. Ngược lại với lệnh buy là sell, nếu như mà giá trị cổ phiếu của nó giảm bao nhiêu, ấy, anh chị khi mà anh chị đặt lệnh sell đó giá trị cổ phiếu của nó giảm bao nhiêu thì anh chị càng có lợi nhuận bấy nhiêu. đó. ở thị trường cái này thì quan trọng là khi mà mình đi mình đầu tư ấy, anh chị đặt lệnh ấy, anh chị có đi đúng theo khối lượng của mình hay không? thì cái này thì khi mà anh chị vào đầu tư đến bên đơn vị DKJ thì sẽ có đội ngũ hỗ trợ cho anh chị cái điểm mua điểm bán cũng như là lúc nào nên đặt lệnh xe học đặt lệnh buy và những cái thông tin cụ thể để anh chị đặt lệnh làm sao để thu về được cái lợi nhuận tối đa nhất. cái thứ hai nữa là cái đòn bẩy thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị là mua vào với cái chi phí rất là thấp để gia tăng cái khối lượng của mình với cùng một số vốn để tăng thêm cái lợi nhuận của mình đó và thứ ba là các khoản chi phí thấp ví dụ như là phí split swap phí uh, qua đêm còn đối với à phí uh, hoa hồng đối với lại cổ phiếu của bên phía dk thì sẽ được hoàn toàn free phí qua đêm cho anh chị nhé với uh, một số đơn vị thì phí qua đêm ấy, anh chị có thể là của ngày thứ tư và ngày thứ sáu nó sẽ ít đôi phí qua đêm của anh chị lên tức là nó sẽ tính nhân đôi đó nhưng mà nếu như mà anh chị nắm giữ qua đêm đối với cổ phiếu của ngày thứ tư và thứ sáu của một số đơn vị thì nó sẽ nhân đôi cái phí qua đêm của mình lên rất là cao. Thứ tư đó là về kích thước hợp đồng giao dịch thì anh chị giao dịch tối đa là 500 lot và tối thiểu là một à là 10 lot. Một lot ở đây là một cổ phiếu, tức là mình sẽ giao dịch tối đa là 500 cổ phiếu và tối thiểu là 10 cổ phiếu. Còn cái cuối cùng là anh chị có thể giao dịch nhiều loại mặt hàng khác nhau trên cùng một cái tài khoản để gia tăng cái lợi nhuận của mình. Uh, về cái hình thức đầu tư, tức là ở đây tôi muốn giải thích rõ cho anh chị về hai cái hình thức đầu tư là chiều buy và chiều sell đó Ở đây thì uh, đầu tiên là chiều buy đúng không ạ, nếu giả sử hiện tại giá vàng của nó đang là 1.300 đô đi mà anh chị khi mà anh chị đặt cái lệnh bài giá vàng của nó tăng từ 1.300 đô lên đến 1.400 đô tức là cái lợi nhuận tranh lệch ở đây là 100 đô thì anh chị hưởng cái phần lợi nhuận đây là 100 đô đó, còn nếu như mà anh chị đặt lệnh buy là cái chiều bán khở à, lệnh sell là chiều bán khống á, giá vàng anh chị khi mà bắt đầu mua anh anh chị mua ở cái vùng giá là 1.300 đô và giá vàng nó xuống là 1.200 đô lợi nhuận tranh lệch ở đây cũng là 100 đô nhưng nếu như anh chị đặt lệnh sell mà giá vàng nó xuống thì anh chị có lợi nhuận còn nếu như mà anh giá vàng xuống từ 1.300 đô xuống 1.200 đô mà anh chị đặt lệnh buy thì anh chị sẽ không có lợi nhuận. Đó, đây là cái tính hai chiều. thì chỉ cần cái chiều buy này thì chắc là anh chị đã hiểu rõ rồi nhưng mà chiều sell thì tôi nghĩ là nhiều anh chị đang uh, còn khá là mông lung ở cái chiều này. Đúng không? Tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác. thì uh, ví dụ như là bây giờ anh chị đang cần đến một số vốn, chẳng hạn cần đến tiền chẳng hạn, anh chị sang nhà hàng xóm của mình uh, mượn của nhà hàng xóm một cây vàng. Anh chị mang cái cây vàng đó mang ra tiệm vàng bán với giá là 60 triệu đồng một cây đó. Thì một tuần sau anh chị thấy giá vàng nó giảm xuống còn 50 triệu. Anh chị mang 50 triệu ra để mua lại một cây vàng trả lại cho người hàng xóm của mình. Thì cái lợi nhuận tranh lệch ở đây anh chị nhận về được nó là 10 triệu đồng. Tức là mình mượn của thị trường mình bán ra trước. Ở đây cũng vậy. Chiều xeo này cũng vậy. Chiều bán khống. Anh chị mua ở cái vùng giá cao bán ra ở vùng giá thấp để thu về lợi nhuận tranh lệch, còn chiều buy thì anh chị sẽ mua ở cái vùng giá thấp bán ra vùng giá cao cái này thì cụ thể ở trên nền tảng giao dịch thì uh, tất cả các bạn chuyên viên uh, sẽ hỗ trợ anh chị cụ thể qua cái nền tảng giao dịch về cách đặt lệnh ta xã chiếu đặt lệnh buy đặt lệnh sell sao cho nó phù hợp với thị trường cũng như là về uh, phù hợp với lại uh, các cái mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thì hoặc là anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua zalo của tôi là 0815846605 để tôi hỗ trợ anh chị cụ thể về hai cái lệnh này để làm sao mà khi mà anh chị vào đầu tư thì uh, anh chị có kiếm được lợi nhuận tối đa nhất ở thị trường chứng khoán này Đó và ở đây thì tôi muốn làm rõ hai cái khái niệm về đầu tư và giao dịch. Về đầu tư tức là mình sẽ đặt tiền vào một cái tài sản nào đó với kỳ vọng đồng vốn của mình nó sẽ sinh lời với trong thời gian là dài hạn. Còn về giao dịch tức là mình sẽ giao dịch là các cái hoạt động giao dịch mua bán trao đổi tài sản với kỳ vọng thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn. Ví dụ như là anh chị đang giao dịch về cổ phiếu này, forex này hay là hàng hóa đó. Thì với forex thì anh chị giao dịch kiếm lợi nhuận cho tôi ngay trong ngày được này, hoặc là trong phút, trong giờ. Còn cổ phiếu thì chỉ cả hoặc là một phiên thôi với những cái mã cổ phiếu nó tăng trưởng tốt ví dụ như là Boeing, Apple, lúc khai mặc tin chẳng hạn. Một phiên nó có thể tăng trưởng từ 5 10 giá. Anh chị hoàn toàn có thể chốt lợi nhuận rồi. Ví dụ như anh chị nắm giữ khoảng 500 cổ phiếu đi trong một phiên Apple nó tăng 5 giá là anh chị có lợi nhuận là 2.500 đô rồi. Là lúc đấy anh chị hoàn toàn có thể chốt lợi nhuận và thu cái lợi nhuận của mình về. Đấy chính là anh chị giao dịch ngắn hạn. À, các kênh đầu tư mà chúng ta thường thấy ở trong thị trường à, ở thường thấy thị trường việt nam ví dụ như là, uh, có bảy kênh đầu tư đầu tư đầu tư chứng khoán này anh chị đầu tư bất động sản giao dịch vàng hoặc là uh, giao dịch forex ngoại tệ hoặc là kinh doanh truyền thống hoặc là mình sẽ các cái kênh đầu tư khác về uh, kênh đầu tư về chứng khoán hoặc là về forex ấy, là hai cái kênh đầu tư được lựa chọn khá nhiều ở thị trường việt nam uh, ngay cả đến hoa hậu mai phương thúy cũng có đang hiện tại đang đầu tư về forex uh, và hoa hậu mai phương thúy cũng có nổi tiếng nên một cái câu nói là Um, thà mua rồi nó không tăng còn hơn là để nó tăng rồi mới mua tức là thà mua thà mua vào cái vùng giá của nó là thấp để rồi đến khi nhìn, nhìn nó không tăng còn hơn là khi mà giá của nó tăng lên cao rồi lúc đấy mình mới mua bởi vì bản chất của thị trường là mình mua thấp bán cao mà nếu như mà anh chị mua ở cái vùng giá cao ấy thì cái thứ nhất là lợi nhuận không được là bao nhiêu cả thứ hai nữa là khi mà nó tăng lên vùng giá cao rồi cái xuống quay đầu của nó rất là rất là cao thì anh chị sẽ không có lợi nhuận ở cái phần đó nếu như mà may mắn thì anh chị vẫn có lợi nhuận nhưng mà cái phần lợi nhuận nó sẽ ít hơn. Cái thứ hai là về đầu tư bất động sản uh, hoặc là kinh doanh truyền thống. Um, về đầu tư bất động sản hoặc kinh doanh truyền thống thì thứ nhất là cái nguồn vốn nó cũng khá lớn. Uh, không ai mà đi đầu tư vào bất động sản có một hai trăm triệu cả đúng không ạ? Trừ khi là uh, miếng đất ở một vùng quê hoặc là uh, anh chị mua một mảnh đất nhỏ chẳng hạn, thì cái số vốn anh chị đầu tư vào bất động sản nó nhỏ thôi. Còn khi mà đầu tư bất động sản thì cũng phải tể, kể đến tiền tỷ hoặc là vài trăm triệu gì đó thì anh chị mới đầu tư được và cái tính thanh khoản của kênh đầu tư bất động sản nó rất là thấp để nói là rất là thấp thì cũng không đúng nhưng mà cái tính thanh khoản của nó sẽ lâu hơn nó không được cao như là đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư forex về kinh doanh truyền thống thì cũng vậy nếu như rất là nhiều người cũng đang thực hiện những cái mà những cái kênh đầu tư kinh doanh truyền thống ví dụ như là quán ăn nhà hàng hoặc là một quán cà phê thì đấy là một hình thức kinh doanh truyền thống về đầu tư vàng thì giống như là các cụ hoặc là bố mẹ chúng ta vẫn hay đang đầu tư ấy. các cụ với bố mẹ chúng ta thì hay theo cái xu hướng là ăn chắc mặc bền một là mua và có tiền thì mua đất hai là tích chữ vàng thì khi mà tích chữ vàng thì cũng nếu như mà giá vàng của nó tăng nữa, thì, thì anh chị thì nhà mình có lợi nhuận thôi còn nếu như mà giá trị anh chị nhà mình mà mua ở cái vùng giá khá là cao rồi đến khi vàng nó xuống thì chắc chắn là mình nỗ rồi còn cách kinh đầu tư khác ở đây ví dụ như là Uh, mình kinh doanh online hoặc là mình gửi uh, ngân hàng hoặc là anh chị có thể đầu tư uh, bảo hiểm, lĩnh vực bảo hiểm. Đó, lĩnh vực bảo hiểm, uh, đầu tư bảo hiểm thì từ rất là nhiều năm rồi. Mọi người cũng có đầu tư bảo hiểm nhưng mà nó không được rầm rộ như những kênh đầu tư khác thôi. Với các Phần tiếp theo là các cái sản phẩm giao dịch của bên đơn vị DKJ có. Uh, nó có uh, ở đầu bài giảng thì có nói về năm sản phẩm giao dịch đúng không ạ? Nhưng mà chủ yếu thì chúng ta sẽ giao dịch... Uh, gộp mảng hàng hóa và mảng kim loại và là một và uh, thứ nhất là về mảng ngoại hối tức là mình sẽ giao dịch tỷ giá tranh lệch giữa các cặp tiền đó ví dụ nhà đồng đô đồng euro này giao dịch đồng yên nhật đồng uh, canada hoặc đồng yên đồng đồng uh, yên nhật với đồng đô rất là nhiều các cái cặp tiền nó sẽ chia ra là cặp chính và cặp chéo thì những cặp chính sẽ gồm những cái cặp mà có liên quan đến đồng đô còn những cặp chéo là những cặp không có liên quan đến đồng đô thứ hai nữa là về uh, giao dịch cfd tức là giao dịch chứng khoán đó thì mình sẽ giao dịch các cái mã cổ phiếu bên quốc tế thuộc những cái tập đoàn lớn có giá trị nội tại tốt và chúng ta sẽ giao dịch những cái mã cổ phiếu đó. Thứ ba là hàng hóa chúng ta sẽ giao dịch như là vàng, dầu, kim loại hoặc đá quý. Về chỉ số chứng khoán thì nó chỉ số S&P 500, chỉ số Dow Jones rất là nhiều. Thì bên DKJ rất đa dạng tất cả các loại sản phẩm. Tuy nhiên thì vào từng thời điểm thì sẽ có những cái mã cổ phiếu hoặc là chiến lược cụ thể để anh chị đầu tư làm sao cho nó hiệu quả nhất về tiếp theo ở trong cái phần mục thứ hai này về khái quát về thị trường chứng khoán thì không thể không kể đến là cái đòn bẩy thì cái đòn 7 này như lúc đầu tôi cũng có nhắc đến đúng không? thì định nghĩa của đòn 7 thì nó là cái công cụ hỗ trợ lực mua lực bán thôi và sẽ giúp mình gia tăng cái khối lượng giao dịch với cùng một số vốn để gia tăng cái lợi nhuận của mình và tùy vào mức độ đòn 7 hỗ trợ để biết được cái khối lượng giao dịch tối đa à, cái khối lượng tối đa mà mình có thể giao dịch là bao nhiêu Và bên đơn vị DKJ thì có quy chuẩn mức đòn 7 như sau. Đối với loại ngoại hối thì quy chuẩn đòn bẩy là 1 trên 400, cổ phiếu là 1 trên 50, hàng hóa là 1 trên 100, chỉ số chứng khoán là 1 trên 100. Và công thức tính đòn bẩy nó sẽ là số tiền cần bỏ ra một sản phẩm sẽ bằng giá trị thực tế của sản phẩm đó chia cho mức đòn 7 Thì ở đây thì cái tôi lấy ví dụ đơn giản như này. Ví dụ như là giá trị cổ phiếu của Apple đi, đang là 300 đô một cổ nếu như không qua đòn 7 đúng không ạ, không qua đòn 7 thì anh chị mua 10 cổ phiếu sẽ là uh, 10 cổ phiếu nó sẽ là 3.000 đô, 100 cổ phiếu nó sẽ là 30.000 đô và 300 cổ phiếu nó sẽ là 300.000 đô đúng không ạ, thì nếu như vậy thì sẽ rất là ít nhà đầu tư ở Việt Nam có nhiều số vốn, có số vốn lớn để có thể là mua được nhiều, mua được vào nhiều cái khối lượng của đó để tăng cái lợi nhuận. Thay vì thế, ví dụ tôi lấy ở cái mức uh, uh, vốn trung bình ấy ạ mức vốn là 3.000 đô nếu như mà 300 đô một cổ mức vốn 3.000 đô thì anh chị chỉ mua được 10 cổ phiếu thôi đúng không ạ thì thay vì thế thì sau khi mà sử dụng đòn bẩy là 1 trên 50 thì sau khi mà chia ra thì mình sẽ mua vào cổ phiếu của Apple với giá là 6 đô 6 đô một cổ phiếu thì với 3 3.000 đô này anh chị có thể mua được nhiều hơn ví dụ như 200 hoặc 300 cổ phiếu tôi cứ tính là 300 cổ phiếu đi thì 300 cổ phiếu này của anh chị giá cổ phiếu của nó tăng lên 5 giá thì anh chị có lợi nhuận là 1.500 đô Đúng nhưng mà nếu như anh chị chỉ mua được 10 cổ phiếu nó tăng 5 giá anh chị chỉ có lợi nhuận là 50 đô thôi. Thứ nhất là anh chị không mua được nhiều khối lượng nếu như không sử dụng đòn bẩy thì anh chị không mua được nhiều khối lượng. Thứ hai là mua với giá rất là cao, thứ ba là cái lợi nhuận nó không được là bao nhiêu cả. Chính vì thế mà thị trường này hỗ trợ cho anh chị cái đòn bẩy. Cái đòn bẩy này không chỉ là sử dụng cho thị trường chứng khoán đâu mà nó còn thị sử dụng cho thị trường bất động sản nữa. Đó, đây là cái um, mức đòn bẩy hỗ trợ cho anh chị. Đây là cái um, mức đòn bẩy hỗ trợ tài chính sử dụng chung cho thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. <laughs> uh, vừa rồi thì chúng ta đã qua được hai phần rồi, hai mục của nội dung bài học, tức là chúng ta đã nói xong về cái phần là khái quát về thị trường chứng khoán, cũng như là uh, các cái uh, câu hỏi về uh, đòn bẩy, về các kênh đầu tư, về các sản phẩm đầu tư và hình thức đầu tư. Thì uh, trước khi mà chuyển sang phần thứ ba, phần nội dung chính của lớp học, thì tôi sẽ dành một chút thời gian để trả lời, trả lời những cái câu hỏi của uh, mọi người vì phần trước phần 1 thì cũng chưa trả lời được câu hỏi gì Bởi vì tôi nghĩ là phần 1 thì cũng không có câu hỏi gì cho anh Hoặc là anh chị về cái phần 1 nó không quá nhiều câu hỏi Thế là tôi sẽ dành một chút thời gian khoảng tầm 5 phút Để trả lời các câu hỏi của anh chị Rất là nhiều câu hỏi thì tôi sẽ trả lời câu hỏi từ trên xuống dưới nhé Nếu như mà Ừ, có câu hỏi nào mà tôi chưa trả lời được Thì trong phần khung chat Có cố vấn hỗ trợ của đơn vị DKJ Thì cố vấn hỗ trợ của bên tôi Sẽ hỗ trợ trả lời anh chị Trong quá trình mà tôi giảng dạy lớp học Anh chị có thể hỏi trực tiếp cố vấn hỗ trợ ở đó Uh, câu hỏi của chị Ngọc đó, là mình chưa có kiến thức gì thì nên bắt đầu từ đâu đúng không ạ? Về kiến thức thì rất là vô hạn với lại khi mà mình chưa có kiến thức thì đội ngũ chuyên viên cũng như là đội ngũ hỗ trợ thì bên DKJ sẽ hỗ trợ cho anh chị từ A đến Z, tức là từ khi mà anh chị chưa biết gì, hỗ trợ cho anh chị tìm hiểu kỹ về thị trường, về cách giao dịch đặt lệnh mua bán cũng như là thông tin. Sau khi mà anh chị hiểu rõ rồi và mình uh, Quyết định nếu như mà mình cảm thấy là cái kênh đầu tư này có thể đem về cho mình cái lợi nhuận thì lúc đó là chúng ta quyết định mình tham gia đầu tư chứ không phải là anh chị sẽ phải vào đầu tư ngay cái thời điểm mà khi mà mình chưa biết gì không ai hỗ trợ anh chị cũng như là không ai mong muốn là mình khi mà mình đi đầu tư ấy mình lại đầu tư vào kênh đầu tư nào đó mà mình chưa hiểu rõ được cả bởi vì lúc đó mình đi đầu tư thì cái tỷ lệ rủi ro rất là cao đó. Uh, Uh, sao sao lại được hỗ trợ đòn bẩy đúng không ạ? thì đây là thị trường CFD ạ. thứ nhất là thị trường CFD là thị trường chứng khoán phái sinh này. thì khi mà hỗ trợ đòn bẩy như vậy thì anh chị chỉ bỏ phải phải bỏ ra một phần để mình trả cái số số tiền mà mình bỏ ra mua đúng không ạ? còn cái phần còn lại thì mình sẽ do ngân hàng bạc lây của mình chi trả và anh chị sẽ phải trả cái phí là cái phí giao dịch đó. để được ngân hàng giống như là ngân hàng bên phía ngân hàng bạc lây sẽ ứng ra trước cho anh chị. còn uh, sau khi trong khi mà trong quá trình mà anh chị giao dịch ấy thì anh chị sẽ trả cái phí thì cái phí này nó sẽ là cái phí chênh lệch giữa giá mua và giá bán và nó sẽ thay đổi theo từng ngày chứ nó không cố định thì trong cái khoản phí này thì sẽ có có một phần bách lại sàn và một phần để trả lại cho bên phía ngân hàng bạc lây và anh chị lưu ý giúp tôi rằng là cái phí này nó sẽ chỉ chỉ trừ khi mà anh chị giao dịch thôi còn nếu như mà anh chị không giao dịch thì anh chị sẽ không bị trừ một cái khoản phí nào cả và cái khoản phí này khi mà anh chị giao dịch ấy, nếu như mà anh chị có lợi nhuận thì bên tôi muốn thu còn anh chị không có lợi nhuận thì bên tôi không thu đó, Uh, đòn bẩy 1 chia 50 đúng không ạ tức là công thức tính đòn bẩy là giá trị thực tế của sản phẩm để chia cho mức đòn bẩy đó chị uh, chị Ngọc Lan tức là giá trị hiện tại sản phẩm của nó là 300, ví dụ là 300 đô một cổ đúng không ạ thì chia sâu qua sử dụng công thức đòn bẩy thì sẽ là 300 chia 50 tức là mình sẽ chỉ cần phải bỏ ra là 6 đô thôi là mình đã sở hữu một cổ phiếu của nó rồi Uh, cụ thể về cách tính về đòn bẩy này ở đây thì tôi cũng có thấy rất là nhiều anh chị hỏi về những cái lệnh sell tại vì sao đặt lệnh sell giảm thị trường cổ phiếu giảm mà mình lại có lợi nhuận đấy thì vì là thứ nhất là vì là thời gian không cho phép uh, thời gian là có hạn đấy thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua zalo của tôi để tôi hỗ trợ anh chị cụ thể hoặc là ở trong cái khung chat này có cố vấn hỗ trợ của bên đơn vị DKJ đó thì anh chị có thể uh, hỏi gửi tin nhắn trực tiếp cho cố vấn hỗ trợ để được uh, giải đáp những cái câu hỏi của mình uh, Chứ um, tôi sợ là không trả lời hết được những cái câu hỏi của anh chị á đúng rồi anh Dũng nhá nếu như mà nó giảm mà mình bay ấy thì là mình tài khoản của mình sẽ không có lợi nhuận. Nếu như mà thị trường cổ phiếu của nó giảm anh chị đi đúng xác định theo đúng xu hướng của mình, anh chị thấy nó giảm và uh, cộng thêm những cái thông tin phân tích kỹ thuật và thông tin về thị trường bên uh, kỹ thuật đưa ra cho mình là báo là thị trường nó giảm thì anh chị đặt lệnh sell, lúc đấy anh chị đặt lệnh sell thì mới có lợi nhuận. Còn nếu như mà anh chị đặt lệnh buy tức là mình đang đi ngược lại cái xu hướng của của thị trường rồi. Thế nên là mình sẽ không có lợi nhuận nếu như mà uh, thị trường giảm mà mình lại đặt lệnh buy nhá. Uh, lot là cái khối lượng giao dịch nó được nó được nó tính à nó được uh, nó gọi là nó gọi là cái quỹ ước giao dịch đó nó một lot nó sẽ bằng một cổ phiếu nó gọi là cái khối lượng giao dịch À, đúng rồi chị Lan ạ thị trường của nó là thị trường hai chiều mà tức là cả tăng cả giảm thì mình đều có lợi nhuận thế nên mới nói là quan trọng là mình có xác định đúng xu hướng của nó để đi lệnh để đem về cái lợi nhuận tối đa nhất hay không thôi chứ nếu như mà ví dụ như là thị trường của nó đang tăng đúng không ạ mà chị không xác định đúng xu hướng của nó là tăng để mình mua buy mà chị lại mua ngược lại là mua sell chẳng hạn thì chắc chắn là mình không có lợi nhuận thôi hoặc là ngược lại đấy chính vì thế là lý do mà tại sao khi mà anh chị đầu tư ấy, thì uh, thời gian đầu tiên nếu như mà anh chị nào có kinh nghiệm rồi thì anh chị sẽ có kinh nghiệm vào thị trường rồi thì sẽ không không nói nhưng mà nếu như anh chị nào mà chưa có kinh nghiệm hoặc với những nhà đầu tư mới ấy, mà khi mà vào thị trường thì chắc chắn là sẽ không thể phân tích tự phân tích được thị trường đặc biệt là không xác định được cái xu hướng lệnh của nó sẽ đi như nào chính vì thế mà bên đơn vị dkj có hỗ trợ cho anh chị là bên đội ngũ kỹ thuật về phân tích kỹ thuật cũng như là về thị trường xác định cho anh chị cái điểm mua điểm bán cụ thể để hỗ trợ cho mình hơn nữa đặc biệt là sau khi mà anh chị tham gia đầu tư mình sẽ được tham gia cái khóa học từ cơ bản để nâng cao về phân tích kỹ thuật và thị trường để sau này hỗ trợ cho anh chị trong quá trình mà mình giao dịch Uh, lâu dài hoặc là anh chị có thể uh, uh, giao dịch một thời gian ngắn nếu như mà anh chị uh, uh, cần đến số tiền anh chị có thể rút vốn ra hoặc là khi nào mà anh chị muốn giao dịch thì mình có thể là quay lại mình đầu tư. Ồ uh, để chúng ta sẽ vào tiếp cái phần tiếp theo của bài học cho cái phần nội dung thứ ba là nội dung chính của lớp học thì uh, những cái câu hỏi còn lại thì tôi cũng có nhắc lại một lần nữa là anh chị có thể hỏi trực tiếp với cố vấn hỗ trợ của bên hoặc là anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của tôi tôi hỗ trợ cho mình uh, chúng ta sẽ vào cái phần thứ ba là cũng là cái phần nội dung chính của lớp học đó là cái phần uh, uh, trong cái phần nội dung chính này sẽ có hai phần là cách thức đầu tư hiệu quả và uh, chia sẻ kinh nghiệm đủ, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư. Đầu tiên về cách thức đầu tư hiệu quả thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp phù hợp để mình đầu tư. Uh, xin lỗi anh chị một chút không biết là tại vì sao trên slide của tôi nó lại có một cái mũi tên như này. Không biết là có khó khó nhìn cho anh chị không. Uh, anh chị áp dụng đúng cái phương pháp phù hợp. Thứ nhất là đánh theo tin tức nó sẽ là 40%. Ờ, đánh theo phân tích kỹ thuật là 40%, áp dụng tổng kết hợp nó sẽ là 80%. Tại vì sao tôi không nói ở đây là áp dụng tất cả đánh theo tin 50% hoặc là đánh theo phân tích kỹ thuật 50%, tổng vào là 100%. Bởi vì là chuyên gia hay là đội ngũ phân tích kỹ thuật, chuyên gia nó không phải là thần thánh gì cả. Không thể nào mà xác định đúng 100% những cái lệnh đi hoặc là được hỗ trợ cho anh chị là đúng. Bởi vì là chuyên gia thì lúc nào, con người mà không thể nào mà lúc nào cũng đúng được hoặc không thể nào mà lúc nào cũng sai được thì khi mà anh chị đầu tư Ví dụ một ngày bên tôi hỗ trợ cho anh chị năm lệnh có những ngày anh chị được win hết cả năm lệnh nhưng cũng có những ngày anh chị chỉ được 3 trên năm có những ngày 4 trên năm quan trọng khi mà anh chị đầu tư anh chị tổng hợp lại cho tôi trong vòng một tuần anh chị kiếm được lợi nhuận là bao nhiêu từ số vốn mà mình đầu tư mình bỏ ra đấy là chính là cái điều mà bên tôi quan tâm và ở đây thì đánh theo tin tức đúng không? À, nếu như mà anh chị nào ở đây đang đầu tư về forex rồi thì sẽ quá quen với cách đánh theo tin tức này bởi vì forex thì nó sẽ ra theo tin hàng ngày và mình sẽ dựa vào tin tức để mình xác định cái xu hướng của cái cặp tiền đó nó đi như thế nào để mình đánh lệnh cho nó đúng để mình thu về được cái lợi nhuận nếu như mà uh, anh chị chỉ đánh theo tin không ấy chưa đủ anh chị phải dựa thêm cả vào đánh theo phân tích kỹ thuật nữa nếu như mà chỉ dựa vào tin tức đúng không ạ mà không dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích cái lực mua lực bán của thời điểm trước đó để xác định cái xu hướng thì chắc chắn là cái khi mà anh chị đánh theo tin không thì sẽ không đủ và có thể là tin ngược theo xu hướng hoặc ngược lại. Nếu như mà anh chị chỉ đánh theo phân tích kỹ thuật đúng không ạ, mà không đánh theo tin tức thì cũng không thể xác định đúng xu hướng của mình được. Đối với forex thì đầu tiên điều đầu tiên uh, chắc chắn anh cần làm là phải đọc về tin tức đã. Về những cái cặp tiền đó xem nó có tin gì, cộng thêm kết hợp với lại phân tích kỹ thuật và chúng ta áp dụng kết hợp vào là 80% tỷ lệ win là 80 phần trăm là cái phần uh, sau khi mà mình uh, áp dụng cái uh, chiến lược đầu tư đúng không? thì chúng ta sẽ áp dụng về uh, cách quản trị vốn khi mà khi mà mình giao dịch thì quản trị vốn ở đây thì mình sẽ dùng theo chiến lược là ngớ, ngắn hạn lướt sóng thì đầu tiên uh, về uh, lướt sóng thì anh chị có thể lựa chọn cho tôi là về về cái mảng forex thì anh chị có thể lướt sóng theo giờ hoặc thậm chí là theo phút đối với lại biên độ của uh, Forex vào phiên Mỹ thì nó còn biến động mạnh hơn không chỉ theo phút mà có thể tính theo tiếng dây. Thì ở đây lớp sóng ngắn hạn thì tôi lựa chọn cho anh chị ở cái 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 mảng đầu tư là mảng cổ phiếu. Anh chị sẽ lựa chọn cổ phiếu với những cái mã cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn, có giá trị nội tại tốt và đặc biệt là những cái báo cáo doanh thu hoặc là những cái kỳ chi cổ tức nó tăng đều qua hàng năm. Đấy là những cái mã những cái tập đoàn có 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 doanh thu tốt và dự án vốn hóa lớn để anh chị đầu tư vào. Thứ hai nữa cái biên độ biến động của nó mạnh tức là mỗi một phiên ấy nó có thể tăng trưởng 5 10 giá hoặc thậm chí như Boeing đúng không? Có những cái phiên nó tăng trưởng đến 17 20 giá là việc bình thường. Thì khi mà anh chị đầu tư vào những cái tập đoàn có biên độ biến động mạnh như vậy thì một hai phiên là anh chị hoàn toàn có thể chốt lợi nhuận rồi. Ví dụ như thời gian gần đây đúng không? Có những có phiên Boeing nó tăng 17 giá. Anh chị chỉ cần nắm giữ khoảng một 100 cổ phiếu thôi. Boeing phiên hôm đấy nó tăng 17 giá là anh chị đã có lợi nhuận là 1.700 đô rồi. Mình hoàn toàn có thể rút cái lợi nhuận ra. Đó, Uh, hoặc là anh chị có thể đầu tư thêm 2 3 phiên. Đối với cổ phiếu mà biên độ biến động lớn như vậy thì mình chốt lợi nhuận rất là nhanh. Thứ hai nữa là về quản lý vốn thì chúng ta vẫn áp dụng cho tôi theo cái quy tắc là 3 7. Uh, tức là mình sẽ dùng 3 phần để mua và 7 phần còn lại để quản lý vốn chịu biên độ giá của thị trường. Nó gọi là dư quý quỹ đó. Cái phần thứ ba là quản lý quản trị tâm lý giao dịch. Thì ở đây thì cái tâm lý thứ nhất là mình phải tự tin vào bản thân tức là không chỉ khi là mình đầu tư đâu mà anh chị làm bất cứ một cái công việc gì chẳng hạn thì khi mà mình tự tin vào bản thân mình ấy thì mọi thứ mình làm nó sẽ rất là suôn sẻ giống như là uh, anh chị uh, để ý ví dụ như là cháu mình đi thi chẳng hạn hoặc là uh, bạn bè đi thi bằng lái xe hoặc là đi đâu đó hoặc là lên thuyết trình anh chị luôn luôn nhắc một câu là uh, tự tin lên cố gắng lên uh, khi mà mình tự tin tự tin vào bản thân mình là bản thân mình làm được bản thân mình có thể kiếm tiền ở thị trường này thì ăn mình sẽ thành công và mình sẽ trong cái tâm lý ấy, thì chúng ta nên, uh, nên nên quản trị cho mình một cái cảm xúc nữa là sẽ không hơn thua cay cú tức là nếu như mà anh chị có lợi nhuận nếu như mà anh chị có lợi nhuận thì không sao đúng không ạ thì mình rất là vui vẻ nhưng mà nhiều người khi mà không có lợi nhuận ví dụ như là vào một cái lệnh chẳng hạn nhưng không may thị trường nó đi ngược xu hướng của mình chẳng hạn mình không có lợi nhuận lúc đó là anh chị rất là khó chịu rất là cay cú rồi đổ lỗi cho chuyên gia đổ lỗi cho bên kỹ thuật rồi đổ lỗi cho thị trường. lúc đó cái tâm lý của mình sẽ không vững vàng nữa. tâm lý không thoải mái thì chúng ta sẽ làm mọi việc nó sẽ không được thoải mái. đặc biệt là kết quả nó sẽ không tốt. về quản lý lệnh thì tôi vẫn khuyên anh chị là không cân lệnh. tức là anh chị vẫn cứ đi theo lệnh của chuyên gia cũng như là về thị trường chứ không cân sell buy cân lệnh. Đó. thứ uh, tiếp theo nữa, phần thứ hai là uh, phương pháp đầu tư an toàn. thì à, phần uh, thứ hai là quản trị tâm quản trị tâm lý và lòng tham thì cái tâm lý này nó là một trong những cái yếu tố quyết định phần lớn trong thành công của mỗi giao dịch không chỉ là trong đầu tư đâu mà ở đâu cũng thế trong cuộc sống trong uh, cách ứng xử cái tâm lý là cách mà là cái uh, quyết định phần lớn thì khi mà anh chị kiểm soát tâm lý ấy, uh, cái tâm lý của mình được kiểm soát tốt và uh, anh chị đầu tư khi mà anh chị vào đầu tư ấy, thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn người ta cũng có câu là nếu như mà thông minh là đủ thì đã có rất là nhiều người kiếm được tiền rồi Đấy. nên là anh chị hãy kiểm soát tốt cái tâm lý của mình nếu như mà thị, tr thị trường có đi ngược xu hướng hoặc là không có cái lợi nhuận ấy, thì anh chị có thể là uh, thoải mái vui vẻ hoặc là thay vì là anh chị tiếp tục vào lệnh để gỡ lại thì anh chị hãy làm một cái việc gì đó uh, ví dụ như là đi ra ngoài không giao dịch nữa hoặc anh chị có thể là đi ăn đi chơi với bạn bè chẳng hạn kể những câu chuyện uh, ngày hôm sau khi mà tâm lý chúng ta ổn định rồi chúng ta sẽ vào giao dịch sau lúc đấy thì uh, thứ nhất là um, tâm lý mình vui vẻ thoải mái rồi thì mình giao dịch nó cũng sẽ tốt hơn thứ ba nữa là phương pháp đầu tư an toàn thì uh, trong cái phương pháp đầu tư an toàn ấy ở đây thì uh, tôi hướng anh chị đầu tư vào cái mảng cổ phiếu tại vì sao lại như vậy thì uh, tôi không biết là anh chị tìm hiểu những bên khác và những mình khác hỗ trợ cho anh chị như nào nhưng mà bên đơn vị dkj và nguyên tắc làm việc của tôi khi mà anh chị là nhà đầu tư mới thì tôi vẫn khuyên rằng là mình nên tìm hiểu đầu tư về cổ phiếu trước bởi vì nó cổ phiếu thì nó sẽ an toàn hơn và ít biến động hơn rất là nhiều đặc biệt thì nó sẽ đem về cho anh chị hai khoản lợi nhuận, thứ nhất là lợi nhuận từ tăng trưởng, thứ hai là lợi nhuận từ cổ tức. Đó. Thì ở đây thì cổ phiếu ấy nó là một cái loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với lại tài sản hoặc là vốn của một công ty cổ phần nào đó. Thì các cái mã cổ phiếu, các cái mã cổ phiếu ví dụ như là các cái mã cổ phiếu bên quốc tế ví dụ như là Apple, Samsung, Facebook, Google, Boeing, Coca-Cola và Pepsi thì những cái mã cổ phiếu này đều thuộc những cái tập đoàn lớn trên thế giới và có giá trị nội tại rất là tốt và đặc biệt là khi mà anh chị đầu tư ấy, thì bên tôi luôn xác định giống như là uh, tìm những cái mã cổ phiếu nào đang tăng trưởng tốt và có lợi uh, có có lợi nhuận tốt ở thời điểm hiện tại để hỗ trợ cho mình uh, cái để mà trong phương pháp đầu tư an toàn ấy ngoài chọn cổ phiếu ra thì mình sẽ xác định cái cổ phiếu tốt để mình đầu tư cái xác định cổ phiếu tốt này thì nó sẽ gồm bốn yếu tố để quyết định cái cổ phiếu của nó tốt hay không thứ nhất là cái thời điểm thời điểm ở đây tức là anh chị lựa chọn thời điểm tốt để vào đầu tư ví dụ như là anh chị đầu tư thời điểm trước ngày chia cổ tức này hoặc là đầu tư dài hạn là sau thời điểm chia cổ tức người ta nói là ở thời điểm thời điểm tốt hay không ấy à thương vụ tốt hay không ấy nó còn tùy thuộc vào thời điểm mà nếu như mà cái mã cổ phiếu đấy anh chị chọn sai thời điểm đầu tư thì anh có thể là không có lợi nhuận hoặc là cái lợi nhuận là rất là thấp đó cái thứ hai nữa là vốn hóa thị trường thì ở đây thì với những cái mã cổ phiếu bên quốc tế thì gần như là giá trị vốn hóa của nó rất là lớn đặc biệt là microsoft hoặc là và apple thì đối với lại apple ấy cái giá trị vốn hóa của nó vươn tới mức khủng là 2.000 tỷ usd của vào năm 2020 chính xác là vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 thì với sau khi mà Apple nó báo cáo doanh thu thành công vào ngày 30 tháng 7 thì ngày hôm sau giá trị cổ phiếu của Apple nó đã bật tăng rất là mạnh tăng đến vùng giá tăng lên cái đỉnh mới của nó 500 đô sau khi mà tăng lên chạm đỉnh mới thì giá trị vốn hóa của nó đã đạt mốc là 2 000 tỷ USD và sau đó thì Apple có công bố một cái thông tin là sẽ phân tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1/4 Thời điểm đó thì sau khi mà phân tách xong thì giá trị cổ phiếu của Apple có về cái vùng giá là 124. Tức là cái thời điểm sau khi mà phân tách xong ấy thì giá trị cổ phiếu của nó đã anh chị mua vào được cái mức rẻ hơn rất là nhiều rồi. Đó, đấy là khi mà mình xác định vốn hóa thị trường. Và thứ ba nữa là yếu tố thứ ba là khả năng phục hồi sau khó khăn. Cái khả năng phục hồi ở đây ấy, ở đây thì tôi lấy ví dụ luôn là đối với mã cổ của phiếu của Boeing đi thì trước đây khi mà dịch nó chưa diễn ra chưa nó nó chưa xảy ra thì boeing cũng đang là một trong những cái tập đoàn tăng trưởng khá tốt và đứng trong top những cái mã cổ phiếu thuộc dòng tăng trưởng. Nhưng mà sau khi mà dịch nó bùng phát và nó diễn ra, boeing là thuộc cái tập đoàn về hàng không, hàng không máy bay thương mại cũng như là vũ khí quân sự. Thì sau khi mà dịch nó bùng phát, thì những cái đường bay của boeing này cũng như là các thứ nhất là giao thương kinh tế qua đường hàng không hoặc là uh, du lịch thương mại nó đã nó giảm sút rất là nhiều khi mà đường bay nó không nó không di chuyển đúng không nó không được vận hành thì tức là không đem về cái doanh thu cho phía boeing rồi khi mà không đem về doanh thu thì chắc chắn là uh, giá trị cổ phiếu của boeing nó giảm thì cái thời điểm đó nếu như mà ai có theo dõi hoặc có đầu tư vào boeing ấy, gọi là fan của boeing ấy, thì có thể thấy cái thời điểm đó boeing giảm rất là mạnh nhưng mà sau khi mà dịch nó được đẩy lùi cũng như là kiểm soát cũng như là có vaccine đó thì cổ phiếu của Boeing đã phục hồi lại một cách nhanh chóng khi mà đường bay trở lại cộng thêm việc là máy bay dòng máy bay 737 đã được trở lại đường bay thì giá trị cổ phiếu của Boeing đã bật tăng trở lại. Thì uh, cái giá cổ phiếu của Boeing tôi có tôi có cập nhật ở đây là uh, hôm trước rồi, giá hiện tại của Boeing đang là 249 đô. Chính xác là 249 đô tức là sau khi mà dịch nó được đẩy lùi thì giá cổ phiếu của nó bật tăng rất là mạnh đây chính là lý do một trong những cái yếu tố mà anh chị xác định cổ phiếu của nó có khả năng phục hồi sau khó khăn hay không để mình đầu tư vào cái phần của yếu tố cuối cùng để quyết định vào việc là mình lựa chọn cổ phiếu đó chính là anh chị dựa vào báo cáo doanh thu báo cáo thu nhập để mình xác định là cái giá trị cái cái tập đoàn đấy có đang làm ăn tốt hay không khi mà tập đoàn nó làm ăn tốt doanh thu đều hàng năm hàng quý hàng năm thì anh chị thì xác định một thì chắc chắn một điều rằng là tập đoàn này là cái tập đoàn đáng để anh chị đầu tư vào ví dụ anh chị có thể nhìn thấy như uh, Microsoft ở đây Hơn như hàng năm của nó giá trị cổ phiếu hàng quý uh, của Mỹ thì ba ba quý nó sẽ báo cáo doanh thu một lần thì anh chị có thể thấy là những cái uh, doanh thu của nó đều vượt xa dự báo và đều báo cáo doanh thu thành công Đó. cái um, sau khi mà anh chị xác định cổ phiếu xong rồi xác định uh, đầu tiên là lựa chọn cổ lựa chọn mảng đầu tư này, sau đó là xác định cổ phiếu tốt để đầu tư. Thì anh chị sẽ lựa chọn được cổ phiếu rồi thì anh chị có thể là lựa chọn vào những cái mã cổ phiếu sắp tới báo có doanh thu này, ví dụ như Apple này, sắp báo có doanh thu này hoặc là uh, những cái mã cổ phiếu chia cổ tức. Thì ở đây thì tôi thấy rất là nhiều anh chị uh, thích đầu tư vào những cái mã cổ tức hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là uh, những cái mã cổ phiếu chia cổ tức ấy, thường thì mình sẽ nhận được hai khoản lợi nhuận đúng không ạ? còn uh, những cái mã cổ phiếu nào nào mà anh chị uh, đầu tư theo cái xu hướng là uh, bà có doanh thu không ví dụ như apple thì thì mình chỉ nhận được một cái khoản lợi nhuận là lợi nhuận tăng trưởng thôi nó nó chỉ là một khoản lợi nhuận còn ở đây thì nếu như mà anh chị nào đầu tư rồi và có để ý thì đa phần là được tư vấn về những cái mã chi cổ tức là có lợi nhuận chắc chắn này cổ tức nó là cái lợi nhuận sau thuế mà tập đoàn nó trích ra để chi trả cho các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của mình. Thì chỉ cần là anh chị đang nắm giữ cổ phiếu của nó thì chắc chắn mình sẽ nhận về được cái khoản lợi nhuận này. Thì đây là cái cái hình ảnh cổ mã cổ phiếu Alien à, vào sợ mùng 7 tháng 5 năm ngoái, năm 2020 có chia cổ tức cho các nhà cổ đông là 9,6 euro thì thời điểm đó nó có quy đổi ra đô nó là 10,4 đô. Thì đây là cái giá trị cổ tức mà nhà đầu tư nhận về được là 10.363 đô từ tiền cổ tức Đó. cái này thì về phần cuối phần cuối cùng phần uh, uh, phần thứ tư tôi sẽ nói về cái thương vụ cổ phiếu mà chúng ta nên đầu tư vào uh phương pháp đầu tư an toàn sau khi mà chúng ta lựa chọn mảng đầu tư này, lựa chọn cổ phiếu uh, xác định cái uh, thời điểm đầu tư và cuối cùng là cái cấp độ giao dịch. Ở đây thì có ba mảng đầu tư chính là chứng khoán là cổ phiếu đó, hàng hóa và giao dịch forex thì nó sẽ có ba cấp độ khác nhau. Đầu tiên là về chứng khoán thì cái cấp độ giao dịch chứng khoán ấy nó được uh, đưa vào cấp độ là màu xanh, tức là cấp độ an toàn à, và an toàn cho những nhà đầu tư mới này hoặc thậm chí là những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm và đặc biệt là cái biên độ biến động nó rất là nhỏ. Thì ở đây thì với chứng khoán thì cái báo cáo các cái báo cáo tài chính rất là rõ ràng, báo cáo thu nhập, báo cáo doanh thu đều được rõ ràng ở trên những cái trang web, cái trang investing uh, hoặc là những cái trang thông tin cụ thể của uh, phía với tập đoàn của, của tập đoàn của các mã cổ phiếu đó. Thứ hai là biên độ của nó thấp, thứ ba là thông tin về công ty nó rõ ràng. Thứ, về cái uh, cấp độ thứ hai là về hàng hóa thì cái biên độ biến động hàng hóa của nó sẽ thu dạng trung bình mạnh. Nó không nhẹ nhưng nó cũng không phải quá mạnh, thu dạng trung bình mạnh. Mình có thể kiếm tiền ngay trong ngày, có nhiều thông tin để cập nhật và cần phân tích kỹ thuật. Thì những cái về thị trường ví dụ như thị trường vàng, thị trường dầu hoặc là kim loại chẳng hạn, có rất là nhiều thông tin để anh chị có thể dựa vào thông tin đó để phân tích kỹ thuật cụ thể để xác định đúng cái xu hướng của mình. Cái cấp độ thứ ba là cấp độ phải forex Về cấp độ về forex thì cái biên độ biến động của nó sẽ là biên độ biến động mạnh bởi vì là về forex thì nó sẽ biến động từng phút, thậm chí là từng giây. Nhưng mà tuy nhiên thì vì nó, chính vì nó biến động mạnh nên là chúng ta có thể kiếm tiền ngay trong ngày. À, ví dụ ví dụ bây giờ anh chị đặt một cái lệnh về forex chẳng hạn, năm 10 phút sau là mình đã có thể thu về lợi nhuận rồi. Hoặc có thể là thời gian lâu hơn 15 20 phút hoặc là theo giờ và cần cái, uh, kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật cộng với lại uh, dựa vào tin tức và đặc biệt là cần tâm lý tốt nếu như mà uh, tôi nói có nói ở phần trước đúng không ạ ví dụ như anh chị vào lệnh về forex mà đang nếu như mà dương thì có lợi nhuận thì không sao nhưng nếu như không có lợi nhuận thì chắc chắn là tâm lý của mình rất là khó chịu và bởi vì là mình tại vì sao mình mới vào lệnh mà tự dưng lại không có lợi nhuận như này trong khi người ta vào lệnh thì người ta lại có lợi nhuận lúc ấy mình rất là khó chịu cay cú à là lúc ấy lại không tin vào bản thân mình à mình không làm được mình không thể kiếm tiền ở kênh đầu tư này lúc đó phủi bỏ kênh đầu tư này và nghĩ rằng kênh đầu tư này rất là xấu đó đó thì chúng, Khi mà anh chị giao dịch Forex thì chúng ta cần kiểm soát tốt cái tâm lý của mình. Đó. À, chúng ta đã đi được uh, 2 phần 3 chặng đường của bài học rồi. Còn phần cuối cùng là cái thương vụ đáng đầu tư nhất vào tháng 4 năm 2021. Thì uh, hôm nay trong cái uh, group của tôi thì cũng có một anh anh ấy có chia sẻ là anh ấy tham gia lớp học rất là nhiều rồi. Và lần nào tham gia lớp học anh chỉ thích mỗi cái phần cuối này thôi à? Không biết lý do tại sao là anh thích mỗi cái phần cuối ở đây thì uh, mọi người có biết lý do tại sao mà anh ấy chỉ thích phần cuối không? Uh, trước khi vào phần cuối thì tôi sẽ uh, trả lời những tiếp theo tôi vẫn trả lời câu hỏi của anh chị nhé. Thì anh chị có biết tại vì sao uh, anh khách hàng đấy lại chỉ thích cái phần cuối này không? có rất là nhiều câu hỏi của anh chị thế này uh, buổi sau tôi sẽ phải làm một buổi uh, gọi là buổi thóc sâu nhỉ để giải đáp tất cả những cái vướng mắc của anh chị khi mà anh chị uh, tìm hiểu và uh, tham gia về thị trường Uh, tôi không thể kéo hết lại được những cái câu hỏi trước cũng như là không thể trả lời hết được thì nhưng mà tôi có kéo được đến một câu hỏi rất là hay của chị uh, chị ngoan 79 đúng không ạ uh, ở đây chị, chị ngoan còn nói hỏi câu là chuyên gia trả lời cái đòn 7 về tiền còn lại thì đi đâu đúng không ạ tức là ở đây mình sẽ sử dụng đòn bẩy là một chia 50 đúng không ạ anh chị chỉ phải bỏ ra một phần thôi để mình trả lại à, để mình mua vào đúng không ạ cái phần còn lại sẽ do ngân hàng bạc lây của mình để chi trả thì cái ngân sau khi mà ngân hàng bạc lây chi trả cho mình rồi thì anh chị sẽ phải trả một khoản phí cái khoản phí này gọi là phí giao dịch và cái phí giao dịch này nó sẽ là cái phí tranh lệch giữa giá mua và giá bán và nó sẽ thay đổi theo từng ngày đó và anh chị lưu ý giúp tôi rằng là cái phí này mình chỉ trả khi mình giao dịch thôi Đúng không? còn nếu như mà anh chị không đặt lệnh giao dịch thì mình không phải trả bởi vì anh chị đâu có phải bỏ ra đòn bẩy để mua đâu mà anh chị phải trả cái khoản đấy Đúng không? Uh... Thời gian thì còn rất là ít mà cũng có rất là nhiều câu hỏi tôi cũng rất là muốn hỗ trợ anh chị trả lời. Thì anh chị uh, cố gắng uh, nếu mà anh chị có thể kết bạn qua Zalo của tôi là 0815846605 để tôi hỗ trợ anh chị uh, cụ thể hơn qua Zalo hoặc chị có thể inbox trực tiếp cho chuyên viên đang hỗ trợ của mình. Thì thời gian không còn nhiều nữa thì tôi sẽ xin phép tôi vào phần luôn phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay cũng là cái phần mà uh, khách hàng đang mong chờ nhất đó là cái thương vụ cổ phiếu đáng đầu tư nhất vào tháng 4 này. Nó sẽ gồm hai thương vụ cổ phiếu đó là Bayer và Alien. Trong tháng 4 này không chỉ có hai mã cổ phiếu này đâu mà có rất là nhiều mã cổ phiếu chia cổ tức. Nhưng mà tuy nhiên thì để xét vào tốc độ tăng trưởng tốt cũng như là cái lợi nhuận mà anh chị nhận về được thì bên tôi có lọc ra được hai cái mã cổ phiếu này để hỗ trợ cho mình. Đầu tiên là mã cổ phiếu của Bayer. Thì Bayer này đây là cái tập đoàn của quốc gia của Đức và nó là kinh doanh về lĩnh vực là về ở ngành dược và hóa chất toàn cầu, hóa dược, khoa học môi trường và chăm sóc sức khỏe. Và hiện tại giá trị cổ phiếu tôi có cập nhật vào đến ngày 12 tháng 4 là 53,43 euro trên một độ cổ phiếu. Ờ, giá cổ phiếu qua CFD sau khi mà tôi chia qua đòn bẩy cũng như là nhân tỷ giá lên thì nó là 1,26 đô. Giá trị cổ tức nó là 2 euro một cổ phiếu nhân lên là 2,36 đô. Nó sẽ chia cổ tức vào ngày 28 tháng 4 đây là cái lợi nhuận cổ tức mà anh chị chắc chắn sẽ nhận về được Nếu như mà mình sở hữu cổ phiếu của nó trước ngày này Thậm chí là đến ngày 27 anh chị vào nắm giữ cổ phiếu của Bayer thì vẫn nhận được cái khoản lợi nhuận này Nhưng mà tuy nhiên tại vì sao tôi lại hướng anh chị vào đầu tư sớm Là bởi vì khi mà anh chị vào đầu tư sớm thì cái cơ hội nhận về được cái lợi nhuận tăng trưởng rất là cao Bởi vì mình vào đầu tư cổ tức đâu phải nhận mỗi lợi nhuận cổ tức không đâu Anh chị còn nhận thêm cái lợi nhuận tăng trưởng nữa mà ở đây thì tôi có tính ra cái số lượng cổ phiếu. Ví dụ như anh chị nắm giữ khoảng 1.000 cổ phiếu đúng không ạ? Cổ tức anh chị nhận về được sẽ là 2.360 đô. Và giá trị cổ cổ phiếu của nó tăng khoảng 5 giá thôi là anh chị có lợi nhuận là 5.000 đô rồi. Thì với cái biên độ biến động và cái lịch sử chi cổ tức trước đây của mã cổ phiếu của Bayer mà tôi có thống kê được thì mỗi một kỳ chia cổ tức thì giá trị cổ phiếu của Bayer thường tăng trưởng là từ 15 đến 20 giá trước ngày chi cổ tức từ 7 đến 10 ngày. Thì đây là cái thời điểm tốt mà anh chị nên đầu tư vào để nhận được cái lợi nhuận tối đa nhất đó đây là cái lịch sử cổ tức trước đây của BO anh chị có thể nhìn thấy này đây là những ngày chia cổ tức nhá anh chị thấy là trước ngày chia cổ tức bao giờ giá trị cổ phiếu của nó cũng, cũng tăng đó. nó tăng rất là đều đây là cái lịch sử chia cổ tức trước đây thì mình có thể dựa vào cái lịch sử này để anh chị xác định cái xu hướng cũng như là cái vùng giá mua vùng giá bán ở à, cái thời điểm vào anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của tôi hoặc trực tiếp qua bạn chuyên viên đang hỗ trợ để được hỗ trợ cái vùng giá mua tốt nhất cái mã cổ phiếu thứ hai mà tôi muốn nói đến ở đây, nó không thuộc trong tháng 4 nhưng nó thuộc mã cổ phiếu tốt nhất mà tôi muốn hướng đến anh chị. Và tôi cũng đã dành rất là nhiều gần như là toàn bộ số vốn của tôi để đầu tư vào mã Alien này. Từ thời điểm năm ngoái đến bây giờ. Thì hiện tại thì Ờ, uh, hiện tại thì với Alien thì nó là cái tập đoàn của Đức và nó kinh doanh lĩnh vực là về lĩnh vực tài chính toàn cầu, cung cấp sản phẩm từ dịch vụ bảo hiểm đến quản lý tài sản. Mã MT4 của nó là ALVDE. Giá trị cổ phiếu của nó tính đến ngày 12, 12 tháng 4 là 219,3 euro. Quy đổi uh, sau khi mà chia đòn bẩy cũng như là quy đổi ra đô thì nó rơi vào là 5,1 đô trên một cổ phiếu. Ngày chia cổ tức sẽ là ngày vào ngày 6 tháng 5 giá trị cổ tức là 9,6 euro trên một cổ phiếu quy đổi ra đô là 11,3 đô anh chị có thấy cao ạ giá trị cổ tức rất là cao tại vì sao mình nên đầu tư vào thì có rất là nhiều lý do để anh chị nên đầu tư vào cổ phiếu của 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 Alien thứ nhất là nó là cái lĩnh vực kinh doanh về lĩnh vực bảo hiểm và hiện tại thì Alien đã hợp tác với phía tập đoàn FPT để tấn công vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam mình ngay như ở Việt Nam mình cũng đang kết hợp, đang phối, đang làm ăn với lại Alien rồi thì chẳng có lý do gì mình không đầu tư vào tập đoàn này đúng không ạ? Thứ hai nữa là dịch Covid-19. Khi mà dịch nó xảy ra ấy, không ai mong muốn cả bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mà dịch nó xảy ra thì nó đã mở ra một cái cơ hội rất là lớn và làm tăng cái doanh thu từ từ cái nhu cầu mua bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm doanh nghiệp cho phía tập đoàn Alien này. Chính vì thế mà doanh thu bán bảo hiểm thương vong từ dịch Covid-19 uh, để hỗ trợ cho cái uh, mã Alien này nó là đạt mức cao kỷ lục từ trước đến giờ. Cái lý do thứ ba nữa là cái nhu cầu quản lý tài sản cũng tăng lên khi mà dịch nó diễn ra ấy, nhất là các giới nhà giàu ấy cảm thấy là bất ổn trước cái nền kinh tế toàn cầu trong các cái năm tới ấy, bởi vì họ sợ rằng là khi dịch nó ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng đến uh, tài chính ảnh hưởng đến cái kinh tế nên là họ đã mua vào rất là nhiều cái 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 um, nhu cái cái nhu cầu những cái bảo hiểm quản lý tài sản của mình quản lý doanh nghiệp của mình đó và cái cuối cùng là cái lý do mà ai cũng phải quan tâm đến là cái lý do là chia cổ tức cao qua hàng năm mức cổ tức năm nay lên đến tận là 11,3 đô trên một cổ phiếu vào ngày 6 tháng 5. Riêng mỗi cái lý do là chia cổ tức cao này thôi đã đủ để thuyết phục anh chị vào đầu tư rồi. Đó. Thì uh, tôi sẽ cho anh chị xem uh, trực tiếp biểu đồ tăng trưởng của mã Alien thời điểm này. Anh chị có đang nhìn rõ màn hình không? À, đây là cái trang web Investing. Trang web Investing này là trang web uy tín trên thế giới về uh, thông tin các cái mã cổ phiếu, không chỉ thị trường chứng khoán trong nước và còn mà còn có à không chỉ thị trường chứng khoán quốc tế mà còn có cả thị trường chứng khoán trong nước nữa. Thì đây là cái mã cổ phiếu Alien mà tôi đã mở sẵn rồi. Uh, mã này là cổ phiếu là cổ thuộc châu Âu và um, uh, nó sẽ mở phiên là từ 2 giờ chiều đến lại 10 giờ tối. Thì hiện tại nó đang ở thời gian là trong phiên. Thì mở phiên ngày hôm nay thì có giá của nó có tăng lên cái vùng giá là 219 và hiện tại nó đang điều chỉnh trong vùng giá là 218. Tôi sẽ cho anh chị xem uh, biểu đồ của nó. Và tôi sẽ xác định luôn cái vùng giá mà anh chị mua vào. Đây chúng ta sẽ chuyển sang biểu đồ nến này. Rồi, uh, tôi sẽ để chế độ là D1, tức là với những cái mã cổ phiếu thì anh chị để chế độ cho tôi là uh, D1, tức là mỗi một ngày giao dịch nó sẽ là một cây nến đó. Hết một cây nến nó sẽ tự động nhảy sang một cây nến tiếp theo. Uh, có rất là nhiều chế độ xem khác nhau thì tôi cứ nói chung, để chung cái chế độ là D1 nhá. Thì anh chị nhìn thấy giá hiện tại của nó là 218 đúng không ạ? Mở phiên ngày hôm nay của nó có lúc nó tăng lên 219, 220 không? Đây là cây nến của nó này. Những cái đường chỉ nhỏ giữa hai phần đầu thân cây nến này là cái giá của nó trong phiên nó biến động ở cái vùng này. Thì hiện tại giá của nó đang là 218 ạ. Thì đây chưa phải là cái vùng giá mà bên tôi hỗ trợ mình mua vào đâu. Mà bên tôi sẽ chờ cho nó có nhịp điều chỉnh xuống cái vùng giá là 215. Đây, đây chính đây mới là cái vùng giá mà bên tô hỗ trợ cho anh chị mua vào. Tức là đặc điểm của thị trường này ạ là anh chị mua ở cái vùng giá thấp bán ra vùng giá cao thì chắc chắn là anh chị phải chờ cho nó xuống có một nhịp điều chỉnh xuống một cái vùng giá thấp hơn vùng giá hiện tại anh chị mua vào thì khi mà nó chạm đến cái vùng giá 215 này chẳng hạn thì bên tôi sẽ báo anh chị vào mua ở cái vùng giá này để khi mà nó tăng lên anh chị đạt được cái tối đa cái phần lợi nhuận đấy chính là lý do tại vì sao giữa những sen rẽ những cái cây nến màu xanh nó xuất hiện những cây nến màu đỏ như này là vì thế thì cổ phiếu nó cũng giống như cuộc sống bình thường của chúng ta thôi không thể nào mà tăng mãi cũng không thể nào mà giảm mãi được đúng không ạ khi mà nó tăng gì rồi, qua những cái phiên tăng điểm này rồi thì nó phải có những cái vịt nhiều điều chỉnh đúng không ạ chúng ta chạy mãi mệt thì chúng ta phải nghỉ chứ đúng không không thể nào mà cứ chạy chạy mãi chạy liên tục chạy hoài được thì khi mà chính vì khi mà nó xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh này do tâm lý các nhà đầu tư chốt lời ăn non ở thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh này thì bên tôi sẽ căn cho chúng ta là uh, cho anh chị rằng là cái vùng giá nào mua vào là tốt nhất để đạt được tối đa cái phần lợi nhuận của mình À, nếu như mà anh chị nào đang ở trong group của tôi ấy, thì có thể thấy rất là nhiều anh chị đầu tư có nhiều kinh nghiệm rồi thì anh chị luôn săn những cái thời điểm mà giá cổ phiếu của nó có nhiều điều chỉnh gọi gọi thẳng ra là cái giá cổ phiếu của nó giảm đó để anh chị ấy mua vào chứ không không ai mua luôn cái vùng giá cao chót vót cả mua vùng giá cao lợi nhuận của mình không được bao nhiêu cả và đặc biệt là khi mà nó tăng lên cao rồi chắc chắn cái xu hướng của nó quay đầu rất là nhanh đúng không ạ thì tôi đã xác định cho anh chị cái vùng giá là 215 trăm Tức là khi mà giá cổ phiếu của nó đến cái vùng giá 215 thì chúng tôi báo vào anh chị mua lên. Tức là chúng ta mua vào đó. À, thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà anh chị nên hoàn tất cho tôi thủ tục vốn và hồ sơ. Để khi mà có điểm vào mua tốt thì tôi báo anh chị vào mua luôn. Tránh trường hợp là khi mà có điểm vào mua lúc đấy thì bên tôi báo anh chị mới bắt đầu dục dịch chuẩn bị vốn và hồ sơ thì chúng ta bỏ chúng ta bỏ tỡ mất cái vùng giá mua này rồi. Một thương vụ tốt hay không có nó còn tùy thuộc vào thời điểm. Nếu như anh chị bỏ qua các thời điểm mua vào tốt thì đấy không còn gọi là thương vụ tốt nữa. Đó. À, cụ thể về vùng giá mua như thế nào và khối lượng mua ra sao thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của tôi là 0815 846 605. Tôi hỗ trợ cho anh chị à, với số vốn cụ thể thì anh chị mua với bao nhiêu mua khối lượng bao nhiêu và mua vùng giá nào để an toàn. Tiếp theo là tôi muốn cho anh chị xem về cái phần đánh giá đồng thuận của mã cổ phiếu um, uh, Alien thì hiện tại theo như 27 nhà phân tích trên thế giới nhận định về mã cổ phiếu Alien thì có tới 19 người khuyên mua mạnh mã cổ phiếu này tại thời điểm hiện tại. Có 7 người trung tính tức là họ đang lưỡng lự rằng là không biết là khuyên là nên mua hay nên bán và chỉ có một người khuyên bán thôi. Và anh chị có thể thấy đây, giá của nó giá trung bình tức là giá ngắn hạn đó, của nó là 228 đúng không ạ? Mà giá hiện tại của nó đang là 218 thì tức là anh chị đang đứng trước cơ hội nhận được cái khoản lợi nhuận là khoảng 10 giá nếu mà giá ngắn hạn tôi nhờ anh chị nắm giữ khoảng 500 cổ phiếu của Elon đi mà theo tính theo giá ngắn hạn nó tăng lên vùng giá 228 là khoảng 10 giá anh chị nắm giữ 500 cổ phiếu mà tăng 10 giá anh chị có lợi nhuận 10.000 đô rồi và tính theo giá trung hạn từ giờ cho đến hết tháng chi cổ tức là tháng 5 đúng không ạ? Nó tăng lên cái vùng giá là 254. Thì trừ với giá hiện tại là 218 đi thì anh chị đang đứng trước cơ hội nhận được cái khoản lợi nhuận là 36 giá nữa thì khi mà anh chị vào đầu tư thì mình tôi chưa cần kỳ vọng nó phải tăng trưởng mạnh như vậy anh chị nắm giữ khối lượng cổ phiếu tôi chỉ cần nó tăng khoảng 5 đến 10 giá thôi là cái lợi nhuận của mình rất là cao rồi cộng thêm việc là cái 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 giá trị cổ tức của nó nữa cái cổ tức của nó là 11,3 đô đúng không ạ nên tôi cho sẽ cho anh chị xem cái lịch trị cổ tức thông thường ấy các cái mã cổ à, cái những cái tập đoàn thường nó sẽ là tăng mức cổ tức qua hàng năm anh chị có thể thấy ấy. đó, Năm 2016 nó 7,3 này, 7,6, 8,9, 9,6 và 9,6. Có 2 năm 2020 và năm 2021, tức là năm ngoái và năm nay thì nó giữ vững nguyên cái mức chi cổ tức, một phần là do dịch. À, tuy, nhiên, tuy nhiên thì cái lợi nhuận cổ tức cũng vẫn, vẫn rất là cao. Tại vì sao cổ phiếu của Đức và cổ phiếu của châu nó lại cao như vậy? Bởi vì là à, với những cái mã cổ phiếu của châu Âu ấy, thông thường có những cái mã thì nó cũng vẫn chia theo quý nhưng có những cái mã đa phần nó sẽ là một năm nó chia một lần nên chính vì thế mà nó dồn vào cái 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 dồn các cái mức cổ tức vào nên nó khiến cho giá trị cổ tức của nó rất là cao độ 9,6 là 11,3 đô đúng không ạ tính ra 11,3 anh chị nắm giữ khoảng 1.000 cổ phiếu mình có lợi nhuận là 11.300 đô từ cổ tức rồi chưa kể đến việc giá trị cổ phiếu của nó còn tăng trưởng nữa nên là đây cũng đây là một trong cái mã một trong hai mã cổ phiếu mà mình nên đầu tư tại thời điểm này thì um, ở đây với cái mã cổ phiếu Alien này thì tôi có khuyến nghị đầu tư với mức vốn Ví dụ từ mức vốn 5.000 đô đó, anh chị mua vào khối lượng là khoảng 150 cổ phiếu Cổ tức chắc chắn nhận về được sẽ là 1.695 đô Tăng trưởng năm giá anh chị có lợi nhuận là 750 đô Nếu như anh chị đầu tư số vốn là 10.000 đô Mình mua vào với số lượng là 300 cổ phiếu đó. Cổ tức anh chị nhận về được là 3.390 đô tăng năm giá anh chị có lợi nhuận là 1.500 đô đó và với mức 20.000 20, đô cũng vậy thì với những cái gói vốn mà anh chị đầu tư ấy, anh chị sẽ được lên chiến lược cụ thể mua vào khối lượng bao nhiêu quản trị bao nhiêu giá và cái chiến lược như thế nào thì sẽ cụ thể báo qua cho anh chị tùy với tùy từng mức vốn và anh chị sẽ được hưởng những cái chính sách ưu đãi theo cái gói vốn mà anh chị tham gia đó. thì với hai cái mã cổ phiếu Alien và um, Alien và uh, Bayer và Alien đúng không? Ạ? Thì khuyến nghị đầu tư mà bên tôi đưa ra cho anh chị rằng là mình sẽ đầu tư cho tôi cái mã cổ phiếu của Alien, à của BO trước. Đó. Sau ngày 28 anh chị lợi nhận lợi nhuận cổ tức xong thì mình sẽ thanh khoản ra, mình bán ra, mình thu cái lợi nhuận từ cổ tức và tăng trưởng về. Sau đó anh chị tiếp tục tái đầu tư sang cho tôi mã cổ phiếu của Alien vào ngày 6 tháng 5. Vùng giá mua cụ thể như nào thì bên tôi sẽ báo qua cho anh chị. Còn anh chị nào muốn đầu tư sớm tại cái thời điểm này thì tôi khuyến nghị mua vào cái vùng giá là 215 đó. Đấy, cụ thể như nào thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của tôi. Đây Zalo của tôi đây. 0815846605. Tôi hỗ trợ cho mình. Và cái phần cam kết cuối sau buổi học, dịch vụ cam kết sau buổi học chính là các cái mức lợi nhuận tối thiểu mà anh chị giao dịch với chuyên gia trong một ngày duy nhất. Đó là chính sách bao lời đó. Chính sách bao lời này thì chắc là nhiều người cũng nhiều anh chị cũng có được phổ biến qua rồi. Và có một số anh chị thì chắc là mới thì chưa biết. Thì với mức vốn 5.000 đô thì anh chị sẽ được tham gia bao lời là 5%, tương đương là 250 đô. 10.000 sẽ là 8%, 20.000 là 10% và 50.000 sẽ là 12%. Cam kết với anh chị có lợi nhuận cùng giao dịch với chuyên gia trong vòng một ngày. Và có thể là nhiều hơn. Nó tùy thuộc vào số vốn mà anh chị tham gia đầu tư nữa. Về cái điều kiện tham gia chương trình bao lời ấy, Điều kiện để anh chị tham gia chương trình bao lời nhất là cam kết đi đúng theo khối lượng và uh, sản phẩm của chuyên gia để được nhận về thứ nhất là thu về được cái lợi nhuận tối đa này, thứ hai là sẽ đảm bảo cái uh, cái, cái chiến lược đầu tư của mình. Nếu như mà thị trường nó đi ngược xu hướng, anh chị không có lợi nhuận thì bên tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ cái số tiền mà anh chị bỏ ra mua khối lượng đó. Uh, hiện tại thì cũng đã hết uh, nội dung của lớp học rồi, thì tôi cũng muốn là uh, vào đọc một chút những cái câu hỏi của anh chị mặc dù là đã hết thời gian thời gian lớp học rồi nhưng mà tôi xin phép anh chị nán lại khoảng 5 phút đúng không ạ bởi vì nãy giờ giảng bài học cũng không được trả lời câu hỏi nào của anh chị nên rất là buồn và rất là nhớ chị ngoan 79 ạ không? À, không có một kênh đầu tư nào là kiếm tiền là dễ dàng đâu chị ạ bởi vì là khi mà chị đầu tư ấy, chị chị cảm thấy là dễ nhưng thực ra là không phải là dễ chị nghĩ nó là dễ thì nó sẽ là dễ và chị nghĩ nó là khó thì nó sẽ là khó và kênh đầu tư nào nó cũng có lợi nhuận và có những cái rủi ro riêng và nếu như mà chị áp dụng tốt những cái quy tắc giao dịch cũng như là về kinh nghiệm đầu tư cũng như là cộng thêm sự hỗ trợ nữa thì chị sẽ đạt được tối đa cái lợi nhuận. Còn nếu như mà mình không áp dụng đúng theo quy tắc giao dịch, tâm lý cũng như là cái sự hỗ trợ thì chắc chắn là mình không có lợi nhuận ở kênh đầu tư này. Có rất là nhiều câu hỏi của anh chị mà tôi không thể trả lời hết được, ờ, cũng rất là sợ là mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ hẹn anh chị vào một buổi sau, chúng ta sẽ dành hẳn một buổi riêng một buổi thắc sâu để hỗ trợ giải đáp cho anh chị tất cả những cái câu hỏi của mình. Thì cũng đã hết giờ lớp học rồi. Thời gian thì cũng rất là cho phép là không thể hỗ trợ anh chị trả lời hết câu hỏi được thì có gì thì anh chị cứ nhắn trực tiếp qua Zalo của tôi là năm 0... Tôi hỗ trợ cho anh chị về thị trường, về chiến lược đầu tư cũng như là về những cái câu hỏi mà tôi chưa trả lời được anh chị. Uhm, lớp học ngày hôm nay thì chúng ta đã kết thúc rồi những cái nội dung của lớp học trong quá trình mà uh, anh chị học mà có phần nào chưa hiểu thì cứ nhắn trực tiếp qua Zalo tôi hỗ trợ cho anh anh chị hoặc là nhắn tin trực tiếp qua cho chuyên viên hỗ trợ của mình uhm, cảm ơn anh chị là ngày hôm nay đã lắng nghe cũng như là tham gia buổi học uh, Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và bác bên gia đình và người thân cảm ơn anh chị